Tập 20. Trước đây vì quá nhiều chuyện che mờ mắt, giờ đã nhìn rõ thì không thể sai tiếp. Con không cần biết cha kết hôn với ai, chỉ là không được kết hôn với cô ta. Tiêu Tiêu, cha còn hỗn quá, rất nhiều chuyện cha không rõ. Nhưng thực chất cô ta không phải là người phụ nữ tốt đâu. Tiêu Tiêu, cha không cho phép bất cứ ai xúc phạm Tân Mang, bao gồm cả con. Mau xin lỗi cô ấy đi. Con không nói sai, tại sao con phải xin lỗi? Còn mẹ Thiện Khôn, đừng tức giận như vậy. Chuyện của chúng ta quá đột ngột, Tiêu Tiêu nhất thời không chấp nhận được cũng là chuyện thường tình mà thôi. Em nói chuyện với cô ấy được không? Tân Mang, rốt cuộc thì chị muốn làm cái gì đây? Tôi muốn sống. Cha cô đã cứu tôi rất cảm kích ông ấy. Tôi muốn lấy ông ấy. Có vấn đề gì sao? Vậy chị lại gả cho một người mình không thích sao? Sao cô biết tôi không thích ông ấy? Tất nhiên là chị không thích. Tuy rằng tôi không biết chị dùng cách gì mê hoặc cha của tôi, nhưng mà tôi biết chị không thích ông ấy. Chị chỉ đang lợi dụng ông ấy. Người chị thích thật sự là Tiểu Tam Giang. Cô sai rồi. Tôi không thích Tiểu Tam Giang. Đó là suy nghĩ của riêng cô. Tôi là thật lòng thật dạ muốn lấy cha của cô. Dù cô có đồng ý hay không thì tôi cũng sẽ làm như vậy, có hiểu hay không? Cô có muốn biết Tiểu Tam Giang ở đâu không? Chị biết anh ấy ở đâu? Chắc là ở nhà thờ. Đừng tưởng là chị cho tôi biết tin này thì tôi sẽ chấp nhận chị. Còn nữa, bây giờ cha của tôi chỉ là tạm thời mê muội chị thôi. Ông ấy sẽ hối hận nhanh chóng. Tốt nhất là chị biết điều vào, mau chóng rời khỏi đây. Tiêu Tiêu, con đi đâu vậy? Tiêu Tiêu, hai người đã nói gì? Thiện Khôn, cứ chờ Tiêu Tiêu chấp nhận em trước đã, rồi em mới chọn vào ở. Không được đâu, em ở một mình tôi không yên tâm. Đừng có đi, tôi sẽ từ từ thuyết phục nó. Nhưng mà Tiêu Tiêu không chấp nhận em, mà em cứ ở lại, cô ấy sẽ thấy không thoải mái. Vậy thì sẽ phản tác dụng đó. Với lại em cũng không muốn bị người khác đàm tiếng. Em đã xác định rồi, thì kiếp này sẽ không lấy ai ngoài ông đâu. Đã chờ lâu như vậy rồi, một vài ngày cũng đâu có sao đâu. Em đẹp thật. Thôi được rồi, muốn đi thì chút nữa hẳn đi. Tối nay tôi mời khách, tôi sẽ giới thiệu họ cho em. Được, em vui lắm. Cô Tân Mang, điện thoại của cô. Là ai lại gọi tới đây chứ? Alo, Tân Mang, em sao rồi? Vết thương đã đỡ hơn chưa? Tôi biết là em không tiện nói chuyện, tôi chỉ hỏi một câu. Có phải là em bị ép cưới Lê Thiện Khôn hay không? Không phải. Tôi không tin. Chắc chắn Diệp Đăng Phong đã ép em. Nếu không thì em đã không tự nguyện lấy Lê Thiện Khôn. Em đã hứa với tôi, chúng ta sẽ rời Tân Kinh, sống cuộc sống của chúng mình mà. Em lừa tôi là vì sợ tôi tìm thấy Diệp Lăng Phong tính sổ phải không? Tôi sẽ tới Hắc Sơn tìm hắn. Là ai gọi vậy? Long chủ lý. Ông ấy đang nghe nói chuyện của em, cũng biết là ông đón em tới đây, cho nên gọi điện thoại hỏi về vết thương của em thôi. Nếu như mà em vẫn còn muốn tiếp tục đóng phim thì tôi sẽ không phản đối đâu. Không đóng nữa. Bây giờ em chỉ muốn chuyên tâm làm Lê Phu Nhân.
Tiểu Tâm Giang, Tiểu Tâm Giang, cha xứ, cha xứ, cha xứ, Tiểu Tâm Giang đâu? Tôi không biết. Cha cho tôi biết anh ấy đang ở đâu đi, bao giờ thì về. Tôi nói là tôi không biết thật mà. Sao cái gì cha cũng không biết hết vậy? Anh qua đây, tôi có chuyện muốn nói với anh. Xin phép. Thiên Khôn, có phải là anh đang muốn tiến cử Nishino làm đội trưởng đội hiến binh hay không? Phải. Ý của anh sao đây? Ichiro Nishino không phải là hạng tốt lành gì. Tôi chỉ lo là nuôi ông tay áo. Thực ra tôi cũng có mối lo này. Chỉ là Nishino không chịu thay cho Tân Mang. Tôi là cũng bất đắc dĩ thôi. Tôi hiểu rồi. Cái này gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thôi được, nếu đã như vậy thì tôi sẽ ủng hộ anh. Cảm ơn trưởng ban trị sự. Cảm ơn nha. Tân Mang tới rồi. Thiện Khôn, nào quý vị, xin cho tôi long trọng giới thiệu, đây là vị hôn thê của tôi, cô Tân Mang. Đây không phải là đại minh tinh Tân Mang hay sao? Đúng là khí chất nhất ngàn. Nhìn đi, Thiện Khôn của chúng ta phải nói là diễm phúc quá chừng, có phải không? Phải rồi, đúng đó. Trưởng ban trị sự, mình cũng như nhau thôi. Sao hôm nay Lý Mỹ Giao không tới với anh vậy? Anh nói cô ấy sao? Cô ấy đang quay phim. Tân Mang vừa mới đi là cô ấy trở thành nữ chính. Nổi tiếng cho nên phải bận bịu. Lão gia, nhập tiệc được rồi. Trưởng ban trị sự, các vị xin mời. Nào, mời. Hôm nay mời mọi người tới đây là để bàn về chuyện tiến cử đội trưởng của đội hiến binh. Gần đây Tân Kinh gặp nhiều khốn khó. Vì sự nghiệp và sinh kế chung của chúng ta thì chức đội trưởng của đội hiến binh không thể để trống. Lê Tổng, ứng viên tân nhiệm cho chức đội trưởng là ai? Ichiro Nishino. Lão Lê, anh có nghe nói Nishino chuyên quyền ngang ngược hay chưa? Còn có lời đồn rằng Matsumoto là hắn hại chết đó. Người như vậy, chúng ta mà tiến cử thì tương lai thật sự rất quan ngại. Chuyên quyền ngang ngược, tôi nghĩ là tốt. Cục diện như bây giờ, nông dân tạo phản, công nhân đình công, đang cần một người chuyên quyền ngang ngược để mà đứng ra xử lý. Theo như tôi quan sát, Nishino là hoàn toàn có năng lực thích nghi với chức đội trưởng này. Với lại sau này có thể đảm bảo với mọi người, sau khi hắn nhậm chức, lợi ích của các vị ngồi đây sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu. Có khi nó còn tốt hơn thời của Matsumoto thì sao? Hội trưởng Mã, anh nghĩ sao? Tôi thì nghe trưởng ban trị sự đường, anh ấy công nhận thì tôi cũng công nhận. Thiện không nghĩ không có vấn đề thì tôi không có ý kiến. Đã như vậy, tôi cũng không có ý kiến. Vậy được rồi, nào, mình cùng cạn ly. Nào nào, cạn. Các anh em, vết thương của ai có ấu trùng rùa nhặn? Vậy thì nghiền cái này rắc lên nha. Thấy chưa? Đại ca, cái này ăn không có ngon đâu. Nhớ đó, lần này mình phải cảm ơn người anh em Tiểu Tâm Giang. Có phải không? Không có anh ấy thì chúng ta tiêu hết rồi. Biết rồi, không cần cảm ơn. Nè người anh em, lần này may nhờ có anh cứu nhị đệ của tôi, cũng cứu cả sơn trại của tôi. Từ nay về sau, mình vẫn là người một nhà. Có chuyện gì cứ nói. Vậy thì tôi không khách sáo với hai anh em. Lần này tôi lên núi là muốn hai người giúp tôi giết một người. Đây, uống trà đi. Vết thương của em sao rồi? Không đáng lo nữa.
Tân Mang, sau này em không được như vậy nữa. Em phải biết lần này suýt chút nữa em không ra được rồi. Nước cờ này coi như là cờ hiểm, nhưng mà xem ra hiệu quả khá tốt. Bây giờ bên Lê Thiện Khôn tiến hành rất thuận lợi. Chỉ là bên Nishino, hắn muốn làm đội trưởng của đội hiến binh, chúng ta phải cẩn thận. Tôi biết rồi. Giết? Giết ai chứ? Nishino. Hắn giết hết người của đoàn phim tôi, hại chết cả cha của tôi. Tôi đoán dù tập kích đối lần này 80% cũng là ý của hắn. Chỉ cần giết hắn, sau này sơn trại của anh sẽ được an toàn. Này người anh em, về chuyện này, vì đệ, chuyện này thì cậu thấy sao đây? Giết gì đại ca? Bọn Nhật khốn kiếp đã hại núi mình ra nông nỗi này. Anh ấy mà không nói thì mình cũng không tha cho hắn phải không? Nè người anh em, anh ở đây nghỉ một chút đi. Tôi và nhi đệ của tôi ra ngoài bàn bạc đã. Không được nữa thì làm. Đại ca, Nishino đó, mình cũng phải xử hắn chứ, tha cho hắn làm sao được. Là cái gì đây? Đại ca, nhị ca, cái này của anh cũ rồi, đây là tờ mới. Có cho một dạng thì đó cũng là ân nhân của chúng ta. Nishino, dễ giết như vậy sao? Mình giao hắn cho Nishino. Nishino sẽ rút binh. Chưa biết chừng tiền thưởng còn về tay của mình, biết không? Nhìn tôi đi. Thuyền cỏ mượn tên gì là quan trọng nhất chứ. Mưu kế, kẻ thích thời là Trang Tuấn Kiệt. Mình mà làm như vậy, sau này anh em trên núi ai còn chịu theo mình nữa. Nghi thức nhậm chức đội trưởng đội hiến binh tân nhiệm bắt đầu từ bây giờ. Xin mời trưởng quan Takahashi trao đơn bổ nhiệm cho trưởng quan Nishino. Đội trưởng Nishino, tôi thay mặt tư lệnh Tanaka và bộ tư lệnh hiến binh chúc mừng anh. Trước tiên xin cảm ơn mọi người đã tin tưởng và ủng hộ tôi. Nguyện vọng lớn nhất trong đời của tôi là mong Nhật Mãn về một nhà. Tình thế bây giờ chưa được ổn định, nhưng tôi tin không bao lâu nữa Tân Kinh sẽ là một thành phố yên ổn, hòa thuận, không có ô nhiễm, trở thành một vùng đất yên vui với nền chính trị nhân từ. Ăn nói bậy bạ, dùng đất yên vui với nền chính trị nhân từ cái quái gì chứ? Các người xâm lược quốc gia của chúng tôi, cướp đoạt đất đai của chúng tôi, độc chiếm tài nguyên của chúng tôi, còn tàn sát huynh đệ của chúng tôi. Vô sĩ, trả non sông lại cho tôi, đã đảo kẻ xâm lược. Trả non sông lại cho chúng tôi. Chúng tôi không phải kẻ xâm lược, mà cũng giống như nhân dân Mãn Châu, dùng cách thức tốt hơn, tân tiến hơn để mà trị vì một quốc gia. Nhưng mà có rất nhiều người cũng giống như người vừa nãy, không hiểu nỗi khổ tâm của chúng tôi. Những người này mới là kẻ địch thật sự. Chỉ khi sớm ngày diệt trừ họ thì chúng ta mới có được sự yên bình. Đây là tiếng pháo chúc mừng. Nào các vị, chúng ta hãy cùng chúc mừng tương lai tươi đẹp của chúng ta. Tôi đề nghị mọi người nâng ly chúc mừng trưởng quan Nishino thăng chức. Nào cạn ly. Cảm ơn. Cho tôi qua một chút. Bác trai, nghe nói bác và cô Tân Mang sắp nên duyên vợ chồng, đã chọn ngày chưa? Dạo này Tân Mang không được khỏe, cần nghỉ dưỡng một thời gian, sau đó sẽ ấn định ngày vui. Vậy thì xin chúc mừng trước, dù sao chúng ta cũng sắp thành người một nhà. Dân Quyên, không được nói sớm như vậy,
có thể thành người một nhà hay không thì còn phải xem vào duyên phận của cháu có đúng hay không. Cháu nói xem. Dạ phải. Bác nói không sai. Hai người nói chuyện đi, em đi vệ sinh một chút. Đại Minh Tinh hàng đầu mảng ánh chị Tân mang đây mà. Không đúng, bây giờ nên gọi là Lê Phu Nhân. Mỹ Giao, sao cô lại xa cách như vậy? Lâu lắm rồi tôi không quay phim, còn là Đại Minh Tinh cái gì? Còn nữa, tôi và Thiện Khôn vẫn chưa kết hôn. Cô không cần gọi là Lê Phu Nhân, gọi tôi Tân Mang được rồi. Còn cô đó, bây giờ đã thành người nổi tiếng nhất mảng ánh. Đừng tưởng là tôi không nghe ra ẩn ý trong lời của chị. Chị nghĩ tôi không xứng đáng với danh phận này phải không? Tôi nói cho chị biết, bây giờ có Quý Sơn nhà tôi thì ai cũng đừng hòng cướp đi vị trí này của tôi. Lão Lê nhà chị cũng phải nghe lời Quý Sơn nhà tôi đó. Tôi cũng tốt bụng nhắc nhở cô một câu, con đường này không dễ đi đâu. Cô phải yêu bản thân mình nhiều hơn. Chị lại dám uy hiếp tôi. Tôi còn có việc rồi, xin lỗi nha. Dân Quyên, nhân vật chính hôm nay là Nishino. Cháu nên qua đó chúc mừng anh ta. Anh ta có được ngày hôm nay, cháu đã góp sức không ít. Nhưng mà bác muốn tặng cho cháu một câu. Làm bạn với vua như là chơi với cọp. Dạ bác trai. Chỉ cần bác mau chóng thực hiện lời hứa cho cháu chống khởi động khu lâm nghiệp, cháu nghĩ cháu sẽ không cần làm bạn với con cọp này. Tất nhiên, bây giờ cái bác cần lo không phải là cháu, mà là người bên cạnh bác. Hắn không chạy trốn mà còn lên núi sao? Chẳng lẽ hắn đầu quân cho thổ phỉ? Tôi thấy là hắn chưa từ bỏ, đi kiếm cứu binh rồi. Một đám thổ phỉ không thể làm nên trò trống gì. Cậu đưa người đi vây quét hết bọn chúng đi. Nhớ kỹ, lần này Tiểu Tam Giang nhất định không được chạy nữa. Dừng, đi đi. Tân Mang, không ở trong kia với Lê Tổng sao mà chạy tới đây làm gì? Đội trưởng Nishino, tôi đang tìm anh mà. Chúc mừng anh đã thăng tiến nha. Vậy thì tôi cũng chúc mừng cô đã tìm được người phối ngẫu, tìm được cây đại thụ có bóng mát. Thu đi đông tới, tới một lúc nhất định thì cây đại thụ tùm cỡ nào cũng trơ trụi hết lá. Khi đó thì cuộc sống của cô chưa chắc sẽ tốt hơn bây giờ đâu. Không sai, cái tôi tìm không phải cây đại thụ mà là bến cảng để mà tránh gió. Làm sao cho mùa đông ấm, mùa hè mát, còn có thể che nắng che mưa cho tôi. Anh nói đi có phải không? Có thể thử xem. Lê Tổng, nghiêm túc vậy đang nói cái gì đây? Không có, em đang nói chuyện với đội trưởng Nishino. Anh ấy chúc phúc cho chúng ta. Vậy sao? Anh ấy còn khen ông suốt. Này Tân Mang, tôi giới thiệu cho em vài người bạn có thực lực. Những nơi trốn được chúng tôi đã tìm ra rồi. Hoặc là anh ta nấp quá kỹ, hoặc là đã ra khỏi thành. Ra khỏi thành? Vậy anh ta đi đâu được chứ? Tiểu Tâm Giang lên núi rồi, đi tìm anh em Trường Bạch. Tân Mang, sao em lại tới đây? Tôi đã thoát được Lê Thiện Khôn, bây giờ đang an toàn. Lấy hộ tôi ly nước. Tiểu Tâm Giang đã lên núi, Nishino đang cử người bao vây diệt trừ anh ấy. Giờ anh ấy không an toàn đâu, anh đưa người đi cứu đi. Sao em biết anh ta tới Hắc Sơn Trại? Anh ta tìm em sao? Anh ấy đã gọi điện cho tôi, nói là lên núi. Nhưng lúc đó tôi ở cùng Lê Thiện Khôn, không tiện nói chuyện. Vì vậy đành gác máy. Tôi không nói với anh là sợ anh phân tâm. Tôi cũng vừa mới biết mà thôi.
Nishino cho người đi bắt anh ấy. Bây giờ tôi chắc chắn anh ấy đã lên núi. Em yên tâm đi, tôi sẽ đi cứu anh ta. Nhưng mà tôi phải nhờ em giúp một việc. Các người đã bị bao vây, buông bỏ vũ khí, đầu hàng ngay đi. Giao ra Tiểu Tâm Giang. Đóng cửa đi. Chống đỡ cho ông. Chống đỡ. Được rồi, trói tôi lại đi. Trói cái gì chứ? Hắn tới thì cứ tới. Ông đây cho hắn nổ chứ. Hay là trói anh ta lại đi. Bà nội mày đó, nói chuyện dân dân kiểu đó sao? Được rồi. Lúc lâm chung, vị hai dượng hai đã nói gì với tôi? Cơ nghiệp này do họ gây dựng, phải giữ lấy cho bằng được. Mình không thể vì một người mà hủy hoại toàn bộ cơ nghiệp. Đại ca, mau đầu hàng đi. Được rồi, người anh em trói lại đi. Các người chạy không thoát đâu. Giao ra vũ khí. Giao Tiểu Tâm Giang ra đây. Lập tức đầu hàng. Các người đã bị bao vây rồi. Buông bỏ vũ khí. Đầu hàng đi. Anh em bên trong, mời qua đây nói chuyện. Lính Nhật ở bên ngoài, chúng tôi xử hết rồi. Nhóm tiếp theo lên núi phải qua một lúc nữa. Tạm thời là an toàn. Anh là ai? Anh Mau cởi trói cho tôi. Đợi đã. Rốt cuộc anh là ai? Diệp Lăng Phong. Đại ca, alo, Nishino, tôi là Tanaka, tôi lệnh Tanaka. Hôm nay không thể tới dự nghi thức nhậm chức, chỉ đành gọi điện chúc mừng cậu thôi. Cảm ơn tư lệnh đã tin tưởng và ủng hộ tôi. Cậu rất ưu tú, nhậm chức đội trưởng, danh xứng với thực. Tôi nhất định không làm tư lệnh thất vọng. Vậy thì tốt. Trước khi Matsumoto gặp nạn hy sinh, bộ tư lệnh đã giao cho anh ta một nhiệm vụ quan trọng, canh kỹ 8 tấn vàng trong ngân hàng Yamato. Bây giờ nhiệm vụ này sẽ đặt lên vai của cậu đó. Vâng. Hẳn là cậu cũng biết, vàng dùng để mua vũ khí của Ý. Tàu ngầm vận chuyển vũ khí của Ý đã xuất phát từ lâu. Các người phải chuẩn bị sẵn sàng để mà đón cuộc giao dịch này. Được, là phần quan trọng trong kế hoạch chiến lược tổng thể mà quân Quan Đông thúc tiến. Tầm quan trọng của 8 tấn vàng không cần tôi nhắc nhở cậu nữa chứ. Xin tư lệnh yên tâm, tôi sẽ dùng tính mạng để bảo vệ 8 tấn vàng đó. Sáu phần. Tám tấn vàng. Hai phần. Nếu như mà anh Hùng nhận lời thì tôi sẽ thả người ngay. Chỉ một phần thôi, giống như lúc trước. Thường lão đại, anh bán tôi cho anh ta như vậy có phải không? Còn anh nữa, không phải anh nói mình là anh em sao? Anh kêu giúp tôi báo thù mà, sao không giữ lời? Có đại ca tôi ở đây, tôi không làm chủ được. Diệp Lăng Phong, anh còn trả giá trước mặt tôi nữa sao? Mạng của tôi không đáng tiền sao? Ít nhất cũng phải ba phần chứ. Được rồi, nể mặt anh Hùng Diệp, một phần thì là một phần. Thả người đi. Đi đi. Cảm ơn. Tránh ra. Mấy người nói thả là thả. Anh cũng không hỏi tôi có thèm đi với anh không. Vậy sao?
Nhưng mà Tân Mang đang chờ anh ở dưới núi. Anh không lừa tôi chứ? Vậy cũng được. Anh đã không muốn gặp cô ấy, vậy thì cứ ở đây đi. Nói thử cái gì vậy? Đi mau đi mau. Nè, khoan đã. Hai anh em nhà họ Thường, Diệp Mỗ có chuyện muốn nhờ. Nói. Vụ cướp vàng lần này, hai người vẫn phải góp sức. Chuyện này liên quan gì tới hai chúng tôi? Lần trước vì chuyện này suýt nữa bỏ mạng rồi không phải sao? Không làm nữa, không làm nữa. Không làm cũng được. Các người ở trên núi thì giữ được cái mạng sao? Một tiếng nữa thì tớp lính Nhật thứ hai sẽ đánh lên. Thường lão đại, các người còn trụ được bao lâu? Phải đó đại ca. Đại ca, thuyền cỏ mượn tên gì là quan trọng nhất? Mưu kế. Lãnh tụ đó đại ca. Chuyện này mình có anh hùng Diệp đi đầu mà. Mình còn sợ gì không lấy được cái vàng sao? Được. Anh hùng Diệp, nếu như anh đã nói như vậy thì chúng tôi đồng ý. Anh nói coi phải làm sao đây. Là như vậy. Mọi người xuống núi trước, tìm nơi để trốn. Tới lúc đó tôi sẽ liên lạc với mọi người được không? Tanigawa, rốt cuộc cậu làm được cái gì? Ngay cả tên côn đồ Đế Tâm Giang cũng không bắt được. Lúc đầu tôi nhận được tin, nói người của chúng ta chiếm ưu thế. Nhưng sau đó không biết vì sao lại lật ngược tình thế, quân ta bị diệt. Tại sao lại bị diệt? Có một đám người tới và xuống tay nhanh gọn dứt khoát. Tôi xem xác thì là một phát chí mạng. Chắc là người đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Một phát chí mạng sao? Anh Cửu, anh coi. Sau khi Nishino lên, thành Tân Kinh đã êm ấm hơn rồi phải không? Êm ấm? Cậu chỉ thấy vẻ bề ngoài thôi. Cậu nhìn kỹ lại đi. Lòng người thì hoang mang, ai ai cũng thấy lo sợ. Trải qua các triều đại, người dân rơi vào cảnh này, cậu biết có nghĩa là gì không? Nghĩa là thiên hạ sắp đại loạn rồi. Loạn thì cũng tốt mà, mình kiếm thêm ít đồ là sẽ giàu to thôi. Giàu con khỉ. Nếu mạng được tôi tính đi. Này chú à, có người mua tờ báo bảo cháu đưa chú. Rồi rồi, đi chơi đi chơi đi. Anh đây xưng hô thế nào đây? Lão Ngô. Anh Ngô, ngưỡng mộ đã lâu. Trần Cửu Đức, cậu còn biết rõ thân phận của mình không? Sao anh lại nói như vậy? Nhưng số 48 đường Phong Lạc bị bứng đi rồi. Nếu vậy thì tôi cũng đâu có biết là phải đi tìm ai. Cho dù điểm liên lạc đã bị phá, nhưng mà tổ chức thì vẫn còn. Chúng tôi biết rõ việc làm của cậu. Tôi hỏi cậu, số kinh phí mà cậu nhận đã dùng làm gì? Để lấy tình báo, ra sức cho tổ chức. Anh không biết đâu, sở trưởng cảnh sát tôi đây có khi thì được việc lắm, có khi thì không được cái tích sự gì hết. Anh coi bây giờ làm gì mà không tốn tiền? Khơi thông quan hệ cũng tốn, bịt miệng cũng phải tốn. Có nhiều chỗ chi tiền lắm. Vậy thì cậu lấy được tình báo gì rồi? 8 tấn vàng đó, từ khi vận chuyển tới khi bỏ vào ngân hàng Yamato, mỗi một khâu, cả đám người như Tân Mang cũng nghĩ đủ cách để mà ra tay. Họ chỉ là một đám ô hợp quay phim bình thường mà thôi. Vậy mà ai cũng tích cực hơn là cậu đó. Thân là một sở trưởng, vậy mà lấy tình báo còn khó hơn họ sao? Đám người đó không phải người chết người bỏ trốn sao? Được rồi, nếu như cậu đã sợ chết, vậy thì kinh phí tạm ngừng phát. Chờ khi nào mà cậu lấy được tình báo giá trị rồi tính đi. Đừng mà, anh Ngô, lúc mấu chốt như vậy, có kinh phí thì dễ nói hơn chứ. Sai khiến được ma quỷ luôn đó, còn không có kinh phí thì rất khó khăn. Tôi không muốn nghe cậu giải thích đâu, tôi chỉ muốn thấy sự thật. Cấp trên đã gửi điện báo xuống, nói Diệp Lăng Phong đã về Tân Kinh. Tân Mang sẽ tiếp tục cùng hắn lên kế hoạch cướp vàng. Nếu như mà cậu sợ chết, thì nghĩ coi nên làm sao để mà mượn sức của họ làm thành công chuyện này đi. Ý của anh là hợp tác với Diệp Lăng Phong? Hợp tác? Hợp tác quá tốn sức và cũng rất mạo hiểm. Tôi cần hợp tác với họ hay sao?
Chỉ cần tôi nắm được thớp của Tần Mang thì chẳng những khiến bọn Diệp Lăng Phong giúp tôi cướp vàng, mà còn khiến cho hắn biến mất cùng với người Nhật. Yên tâm đi người anh em, chờ tôi giết Nishino báo thù cho anh thì tôi sẽ dẫn Tân Mang rời khỏi Tân Kinh. Anh vẫn không chịu rời khỏi đây phải không? Tôi không thể đi. Nishino vẫn chưa chết, với lại Diệp Lăng Phong lại ép em lấy Lê Thiện Khôn. Anh ấy không có ép tôi, là do tôi tự nguyện. Tại sao em lại tự nguyện chứ? Vì có thể bảo vệ chính mình. Lê Thiện Khôn là tổng giám đốc ngân hàng Yamato, lấy ông ấy, Nishino sẽ không dám động vào tôi. Tôi còn có thể nắm rõ động thái của vàng. Chỉ có những điều này mà em lấy hắn hay sao? Tôi không đồng ý. Anh im đi, đây là chuyện của tôi, anh không quyết định được đâu. Tiểu Tâm Giang, bây giờ trước mặt của anh chỉ có hai con đường. Anh đừng có ngây thơ nữa. Hoặc là anh rời khỏi Tân Kinh, hoặc là anh đầu quân cho Nishino. Em kêu tôi đầu quân cho hắn, hắn là kẻ thù giết cha của tôi, em kêu tôi đầu quân cho hắn. Tiểu Tâm Giang và Nishino có mối thù giết cha, Nishino luôn muốn trừ khử anh ấy. Anh đang muốn hại chết anh ấy sao? Lúc em bị Nishino bắt nhốt, tôi đã khuyên anh ta đi, nhưng mà anh ta không chịu. Anh ta là một lòng muốn giết Nishino, báo thù cho cha và người của đoàn phim. Dù tôi đưa anh ta đi thì anh ta cũng sẽ quay về thôi. Tiểu Tâm Giang lỗ mãng như vậy, chẳng những không báo được thù mà còn có thể mất mạng. Nhưng nếu anh ta có thể giúp chúng ta cướp vàng, thì khi đó không chỉ giết được một mình Nishino, mà còn phá hoại nặng nề âm mưu của người Nhật, có thể cứu được rất nhiều tính mạng khác. Nishino không biết người hắn giết là cha của anh. Ý của em muốn nói, kêu tôi tiếp cận hắn bằng cách này, sau đó tìm cơ hội giết hắn. Anh không được giết hắn, anh chỉ có thể truyền tin. Em kêu tôi về phe kẻ thù giết cha của mình, tôi còn không thể giết hắn sao? Tôi còn lợi dụng tôi truyền tin ra ngoài cho các người nữa, để cho các người cướp vàng. Huống hồ bây giờ chúng ta không đủ nhân lực. Em đã thành cái gai trong mắt của Nishino, nhưng Tiểu Tâm Giang thì khác. Trong mắt của người khác, anh ta chỉ là một tên côn đồ, cho nên Nishino sẽ không quá đề phòng anh ta. Anh ta là ứng cử viên tốt nhất. Anh làm như vậy thì có từng nghĩ Nishino liệu có tin tưởng anh ấy không? Có dùng anh ấy chạy chỗ chết hay không? Tôi từng nghĩ tới. Anh có thể đảm bảo an toàn cho anh ấy? Tôi không thể, nhưng mà tôi có thể giảm nguy hiểm xuống mức thấp nhất. Đi làm cách mạng sao? Vậy thì không sợ. Con mà có chuyện gì cha sẽ đỡ cho con. Ông đây đau thương bất nhập. Nhưng giờ chúng tôi đúng là cần một người như vậy. Anh là ứng cử viên sáng giá nhất. Tôi là ứng cử viên sáng giá sao? Đó là kẻ thù giết cha của tôi, em biết không? Anh có thể không làm như vậy. Bây giờ anh cút ra khỏi Tân Kinh đi. Cút đi. Nếu như sống chung với kẻ thù thì có còn là người không? Tâm Nhi, em vẫn còn sống sao? Ăn từ từ thôi. Chị còn tưởng em tìm Nishino báo thù rồi chứ. Làm chị sợ chết khiếp luôn đó biết không? Em chưa có cơ hội ra tay. Thù này em nhất định báo. Lại còn đi nữa sao? Em là con trâu lì đó.
Là ai vậy? Lê Tiêu Tiêu tới rồi. Vậy phải làm sao đây? Chị Như Hoa, chị có nhà không? Lê tiểu thư, chị Như Hoa, tiểu Tâm Giang đã về chưa chị? Tam Nhi, tôi không thấy nó. Chắc là nó đã trốn đi rồi. Người Nhật đang tìm nó khắp nơi đó. Cô đừng tìm nó nữa mà, coi chừng lại bắt cả cô. Vậy tôi đi đây. Cô không vào ngồi chơi sao? Dạ thôi, nếu như mà anh ấy về, cảm phiền chị nói với anh ấy là tôi có tìm anh ấy. Yên tâm đi. Cảm ơn. Đi thông thả nha. Sao em lại trốn quấy hoài như vậy? Không trốn thì làm sao? Nếu như em không thích thì nói thẳng ra đi. Né tránh hoài như vậy coi làm sao được. Còn ăn nữa không? Không ăn thì dẹp đó. Thù của cha điên mình phải báo. Nhưng chuyện Tân Mang cũng không thể không lo. Vậy thì giúp Tân Mang trước đi, sau đó báo thù cho cha. Tiểu Tâm Giang, tôi đi đầu quân cho Nishino. Còn nữa, tôi chỉ mong anh nhớ một điều. Trước khi cướp được vàng, trong bất cứ tình huống nào, anh cũng không được ra tay với Nishino. Anh phải biết, nếu anh không giết được hắn thì người chết sẽ là anh. Yên tâm đi, trước khi cướp được vàng, tôi sẽ không nhầm vào hắn. Nhưng mà nếu như hắn có ý đồ khác với tôi, vậy thì khó nói đó. Yên tâm, anh có một kim bài miễn tử. Anh đừng có quên, Nishino xem tôi là kẻ địch, hận tôi thấu xương. Hắn biết tôi vẫn còn sống. Tôi chính là kim bài miễn tử của Tiểu Tâm Giang. Tôi hiểu rồi. Anh bảo tôi nói với Nishino, tôi có thể giúp hắn tìm được anh. Không sai. Tiểu Tâm Giang, kim bài miễn tử chỉ có thể giữ mạng, nhưng mà những chuyện khác anh phải nhờ vào bản thân của mình. Cẩn thận đó. Bất kể là xảy ra vấn đề gì, chúng tôi đều nghĩ cách giúp anh. Chắc chắn sẽ không bỏ rơi anh đâu. Tân Mang, chờ sau khi cướp được vàng, chuyện mình rời khỏi Tân Kinh còn tính không? Tính. Vậy tôi yên tâm rồi. Tiểu Tâm Giang, anh đầu quân cho Nishino là lập trường của chúng ta sẽ khác nhau. Từ nay về sau, chúng ta sẽ là kẻ địch. Anh phải làm được đó. Tôi biết rồi. Gì chứ, 20 ngàn? Anh coi Tiểu Tâm Giang, hắn đâu phải là người đứng đầu Tân Kinh đâu. Sao mà mắc như vậy chứ? Không nghĩ là đáng giá như vậy luôn đó. Đáng. Hắn cực kỳ hung ác, giết người không chớp mắt. Ngay cả người Nhật cũng bị hắn đánh cho tàn tác. Vậy sao? Vậy thì cũng không giống. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dung. Cục trưởng của mình nói không sai chút nào. Chạy cái gì chứ? Không muốn kiếm 20 ngàn sao? Không không, không kiếm nữa, không kiếm nữa. Đừng mà, không kiếm thì phí lắm. Đi thôi, tôi kiếm giùm hai người. Nào nào, đi 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 đi. Thay cho chúng tôi, có tiền mà không kiếm sao? Tôi là Tiểu Tâm Giang. Tôi tới Quy Hàng. Đi, vào đi. Tiểu Tâm Giang,
Đừng, khoan đã. Tôi tới đầu quân cho anh. Tôi có tình báo quan trọng đây. Tôi thật lòng là muốn đầu quân cho mọi người. Anh coi con người ta sống không phải vì miếng cơm manh áo hay sao? Tôi không phải loạn đảng gì hết. Tôi chỉ là bất cẩn rơi vào ổ loạn đảng mà thôi. Họ hứa cho tôi ăn cơm, nói là cướp được vàng xong sẽ chia cho tôi một phần. Anh coi tôi cầm lòng được sao? Đổi lại là anh, chắc anh cũng rung rinh rồi.